Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, Bộ Nội vụ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực, tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước, hội, tổ chức phi chính phủ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ nhà nước, thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Vậy các lãnh đạo Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021 đến 2026 hiện nay gồm những ai? Đứng đầu Bộ Nội vụ hiện nay là Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Đứng sau Bộ trưởng hiện nay gồm 5 Thứ trưởng gồm có: 1. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ông Nguyễn Duy Thăng sinh ngày 28 tháng 9 năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn, thạc sĩ quản lý hành chính công. Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Duy Thăng. Ông Thăng được phân công giúp Bộ trưởng Nội vụ phụ trách các lĩnh vực công tác chính sách tiền lương, chính quyền địa phương, pháp chế, văn thư, lưu trữ. Theo quyết định, ông Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông tham gia các ban chỉ đạo, ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng. Ông phụ trách các đơn vị, vụ tiền lương, vụ chính quyền địa phương, vụ pháp chế, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Gần đây, ông được phân công phụ trách một số mảng nhiệm vụ của vụ công chức, viên chức do Bộ trưởng ủy quyền. 2. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Thứ trưởng Triệu Văn Cường sinh năm 1963, quê quán tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn, phó giáo sư tiến sĩ. Trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý nhà nước, cao cấp. Trước đó, tại quyết định số 1558 QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Triệu Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Theo thông báo ngày 1 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường giữ nguyên các nhiệm vụ đã được phân công theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Triệu Văn Cường giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác tổng hợp, công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng. Phụ trách các đơn vị, vụ tổng hợp, viện khoa học tổ chức nhà nước, vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 3. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa. Ông Nguyễn Trọng Thừa sinh năm 1963, quê quán tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Trọng Thừa là tiến sĩ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Thừa từng đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Cục trưởng Cục Chế biến Nông, Lâm, Thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 4. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ông Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967, quê tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, tiến sĩ luật, cử nhân tiếng Pháp. Ông Thắng từng làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Phó Giám đốc Công an Nghệ An. Tháng 9 năm 2017, khi đang làm Cục trưởng An ninh Tây Bắc thuộc Tổng cục An ninh của Bộ Công an, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước, thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật. Quyết định ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 5. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Trương Hải Long sinh ngày 18 tháng 4 năm 1976 tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh. Ông lớn lên và tốt nghiệp phổ thông ở Yên Phong, học đại học ở Hà Nội và có bằng cử nhân Anh văn, thạc sĩ luật. Ông kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 31 tháng 3 năm 2004, là đảng viên chính thức từ ngày 31 tháng 3 năm 2005, theo học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với trình độ cao cấp lý luận chính trị. Những năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Trương Hải Long được tuyển vào Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ làm chuyên viên. Năm 2002, cơ quan này được xây dựng thành Bộ Nội vụ, ông chuyển sang Bộ, công tác ở vụ công chức viên chức, nâng ngạch chuyên viên chính rồi phó vụ trưởng những năm 2010. Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân bổ nhiệm ông làm vụ trưởng vụ công chức viên chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cán bộ, công chức viên chức. 4 năm sau, ngày 24 tháng 6 năm 2021, ông Trương Hải Long được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ở Bộ Nội vụ, ông được phân công giúp Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phụ trách các lĩnh vực gồm công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, công tác thanh niên, công tác thông tin, tuyên truyền. Ông cũng phụ trách các đơn vị, cơ quan của Bộ gồm vụ công chức viên chức và trực tiếp điều hành vụ này cho đến khi có vụ trưởng mới được bổ nhiệm vào tháng 2 năm 2022, phụ trách vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, vụ công tác thanh niên, trung tâm thông tin, tạp chí tổ chức nhà nước. Bên cạnh đó, ông cũng được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ngày 12 tháng 9 năm 2022, sau hơn 20 năm công tác ở ngành nội vụ, Trương Hải Long bắt đầu giai đoạn mới của sự nghiệp khi được Ban Bí thư Ban Trung ương Đảng điều tới tỉnh Gia Lai, chỉ định vào Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, nhận chức Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai. Trước đó tại Gia Lai, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành bị điều tra và kết luận vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, bị kỷ cách chức ở tỉnh ủy và Ban cán sự đảng của Ủy ban Nhân dân, cách chức chủ tịch. Do đó, ông Trương Hải Long được Trung ương giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ngày 19 tháng 9, tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với số phiếu tuyệt đối. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long trẻ lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.